đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời phát ngôn viên nhà trắng Andrew Bates ngày 21 tháng 7, giờ Washington DC nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống Mỹ bất chấp lời kêu gọi từ chức tới từ nhiều nghị sĩ Cộng hòa và vẫn theo đuổi những chính sách có lợi cho người dân Mỹ trong thời gian tới. Ông Bates cho biết, Tổng thống Biden đã kế thừa một nền kinh tế rơi tự do, tỷ lệ tội phạm bạo lực tăng vùn vụt và nhiều mối quan hệ đồng minh dạn nứt từ người tiền nhiệm. Ông ấy đã xoay chuyển mọi thứ và mang lại nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất thế giới cùng tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong gần 50 năm qua, cũng như làm cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO lớn mạnh hơn bao giờ hết. Phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates nhấn mạnh Tổng thống Biden sẽ hoàn thành nhiệm kỳ của mình và mang lại cho người dân Mỹ thêm nhiều thành tựu mang tính lịch sử, trong đó gồm giảm chi phí tiêu dùng cho người dân Mỹ, tạo thêm nhiều việc làm, bảo vệ chương trình an sinh xã hội trong khi chống lại chính sách kinh tế Make America Great Again, MAGA, từng tạo ra cảnh lạm phát tồi tệ và đẩy nước Mỹ vào suy thoái theo cnn những phát biểu từ giới chức nhà trắng được đưa ra trong bối cảnh nhiều đảng viên cộng hòa đã kêu gọi tổng thống biden từ chức ngay lập tức sau khi ông tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào nhà trắng chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson nói nếu ông joe biden không phù hợp để tranh cử tổng thống thì cũng không thích hợp làm tổng thống ông ấy phải từ chức ngay lập tức sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử vào Nhà Trắng, nhiều đảng viên Cộng hòa đã nhanh chóng kêu gọi tổng thống từ chức ngay lập tức. Theo hãng tin BBC, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa cho biết, quyết định rút lui của tổng thống Joe Biden đã xác nhận quan điểm của họ rằng ông không đủ năng lực làm tổng thống. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đảng viên Cộng hòa quyền lực nhất trong Quốc hội Mỹ tuyên bố, nếu ông Joe Biden không phù hợp để tranh cử tổng thống thì cũng không thích hợp làm tổng thống, ông ấy phải từ chức ngay lập tức, ngày bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 không thể tới sớm. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước cho tới hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2025. Vài giờ sau đó, Nhà Trắng cũng nhắc lại rằng tổng thống Joe Biden sẽ không từ chức. Tổng thống mong muốn kết thúc nhiệm kỳ và mang lại những kết quả lịch sử cho người dân Mỹ. Các đảng viên Cộng hòa hàng đầu đưa ra lời kêu gọi tổng thống từ chức trong suốt chiều ngày 21 tháng 7 khi họ mở các cuộc tấn công mới nhằm vào phó tổng thống Kamala Harris, người sẽ chuyển đến phòng bầu dục nếu tổng thống Biden từ chức. Ông Biden đã ủng hộ bà Harris trở thành ứng cử viên của Tổng thống Đảng Dân Chủ. Nữ nghị sĩ Alice Stephanie, người giữ vị trí lãnh đạo cao thứ ba trong Đảng Cộng Hòa, đã đưa ra tuyên bố gần như giống hệt tuyên bố của ông Johnson về khả năng hoàn thành nhiệm vụ Tổng thống của ông Biden. Bà Stephanie khép lại tuyên bố của mình bằng một câu tương tự. Ông Joe Biden phải từ chức ngay lập tức. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump dù không kêu gọi ông Biden từ chức, nhưng cho biết nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ không đủ sức lãnh đạo đất nước ngay từ đầu. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Stephen, đại diện của Montana, người chủ trì chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện nói rằng, làm tổng thống là công việc khó khăn nhất trên thế giới và tôi không còn tin tưởng rằng ông Joe Biden có thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của mình với tư cách là tổng thống, tổng tư lệnh. Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác là Mark Wayne của bang Oklahoma đã đẩy lời kêu gọi đi xa hơn và dường như đề xuất rằng tổng thống Biden nên bị buộc thôi chức bằng cách thực thi tu chính án thứ 25 của Hiến pháp Mỹ. Đây là một cách chưa bao giờ được sử dụng để thay thế tổng thống nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước của mình. Màn tranh luận lép vế trước ông Trump cùng những câu trả lời lan man, không mạnh lạc của Tổng thống Biden vào ngày 27 tháng 6 đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu ông Biden có thể tiếp tục giữ chức Tổng thống thêm 4 năm nữa không. Các đảng viên Đảng Dân Chủ trong Quốc hội cũng lo lắng rằng Tổng thống sẽ ảnh hưởng đến cơ hội tái tranh cử của họ và các nhà tài trợ lớn bắt đầu gây áp lực buộc ông phải dừng tái tranh cử nhưng không ép ông từ chức. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ dễ bị đánh bại hơn trong cuộc bầu cử vào tháng 11 so với Tổng thống Joe Biden, người trước đó đã rút khỏi đề cử ứng cử viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử. Ông Donald Trump đã đưa ra nhận định với kênh truyền hình CNN ngay sau khi ông Joe Biden công bố quyết định của mình. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 7 đã tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, thay ông lãnh đạo trọng trách đối đầu với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Ngay sau đó, trong một tuyên bố bằng văn bản đăng tải trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Mỹ Kalama Harris cho biết, bà rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống và cảm ơn ông Joe Biden vì nhiều thập kỷ ông đã phục vụ cho nước Mỹ. Theo giới quan sát, quyết định trên là kết thúc đầy bất ngờ đối với sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông Joe Biden ông Joe Biden đã phải đối mặt với những nghi ngờ ngày càng gia tăng về cơ hội tái đắc cử của mình sau màn thể hiện có phần yếu thế và không chắc chắn trong cuộc tranh luận trên truyền hình với cựu Tổng thống Donald Trump. Trong chiến dịch tranh cử những tuần gần đây, ông Donald Trump và một số đồng minh của ông đã tiến hành các cuộc tấn công chính trị nhằm vào bà Kamala Harris trong bối cảnh tin đồn bà có thể thay thế ông Joe Biden đứng đầu danh sách ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới ngay lập tức đã đưa ra tuyên bố về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo hãng tin BBC, RT và CNN, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố, ông tôn trọng quyết định của người đứng đầu nước Mỹ và mong được làm việc với ông Joe Biden trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống. Tôi biết như những gì ông Biden đã làm trong suốt sự nghiệp đáng chú ý của mình, ông ấy sẽ đưa ra quyết định dựa trên những gì có lợi nhất cho người dân Mỹ. Tổng thống Mỹ và tân Thủ tướng Anh đã có cuộc gặp đầu tiên cách đây 2 tuần tại Hội nghị Thượng đỉnh của NATO ở Washington. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, sau khi nhận được tin ông Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, Tôi đã biết Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều năm, ông ấy là một người tuyệt vời và mọi việc ông ấy làm đều được dẫn dắt bởi tình yêu đất nước. Với tư cách là Tổng thống, ông Biden là đối tác của người dân Canada và là một người bạn thực sự, xin gửi lời cảm ơn tới tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói, tổng thống Joe Biden đã đạt được nhiều thành tựu to lớn cho nước Mỹ, cho châu Âu và cho thế giới. Nhờ có ông Biden mà sự hợp tác xuyên đại Tây Dương trở nên chặt chẽ, NATO mạnh mẽ và Mỹ là đối tác tốt và đáng tin cậy đối với chúng tôi. Quyết định dừng tái tranh cử của ông ấy xứng đáng được ghi nhận. Trong một bài đăng tải trên mạng xã hội X. Tổng thống Israel Isaac Herzog cảm ơn người đồng nhiệm Mỹ vì tình bạn và sự ủng hộ kiên định đối với người dân Israel và mô tả ông Biden là đồng minh thực sự của người Do Thái. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những quyết định khó khăn mà nhờ đó Ba Lan, Mỹ và thế giới được an toàn hơn, nên dân chủ mạnh mẽ hơn. Ông nói, tôi biết Tổng thống Biden cũng bị thúc đẩy bởi những động lực tương tự khi công bố quyết định cuối cùng của mình. Có lẽ đó là điều khó khăn nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với hãng tin Short News. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn còn 4 tháng nữa mới diễn ra, và đó là một khoảng thời gian dài, có nhiều điều có thể thay đổi. Chúng ta cần kiên nhẫn và theo dõi cẩn thận những gì xảy ra. Ưu tiên hàng đầu của Nga là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định dừng tái tranh cử và tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống thay thế, Phó tổng thống Kamala Harris hiện được cho là người có thể thay thế ông Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ khi nhà lãnh đạo này rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Kamala Harris cuối cùng đã đạt được vị trí mà bà hằng mong đợi lâu nay, trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ và có thể là tổng thống. Tuy nhiên, hành trình sắp tới đầy rẫy khó khăn, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Theo BBC và Sky News, bà Harris sẽ chỉ có 3 tháng để vận động và đoàn kết đảng, cũng như các nhà tài trợ đứng sau bà. Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi trong vài tuần qua vì đã bảo vệ mạnh mẽ Tổng thống Joe Biden, song một số đảng viên đảng Dân Chủ vẫn lo ngại về hai năm đầu cầm quyền không ổn định của bà Harris, cũng như sức nặng của một lịch sử lâu dài về phân biệt chủng tộc và giới tính ở Mỹ. Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên tổng thống mới sẽ thế nào khi tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhiều đảng viên dân chủ nói bất kỳ quá trình nào cũng sẽ kết thúc nhanh chóng với việc Phó tổng thống Kamala Harris là người được đề cử. Theo Sky News, bà Kamala Harris đã khẳng định vị thế của mình trong lịch sử chính trị Mỹ khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó tổng thống cách đây 4 năm. Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới và có nhiều câu hỏi được đặt ra về khả năng tranh cử của tổng thống Joe Biden, từng có tin đồn rằng chiến dịch tranh cử của tổng thống đã lặng lẽ đánh giá xem liệu bà Harris có thể tiếp quản vai trò ứng viên tổng thống đảng dân chủ của ông Biden hay không. Bà Kamala Harris trước khi trở thành nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên Bà Kamala Harris, 59 tuổi, chào đời và lớn lên ở Auckland, California. Trong một gia đình có cha là người Jamaica và mẹ là người Ấn Độ. Cha mẹ bà đều là người nhập cư và là những người rất được kính trọng trong lĩnh vực của họ. Mẹ bà Kamala Harris là nhà khoa học về ung thư vú, còn cha là giáo sư kinh tế. Họ ly hôn khi bà Harris mới lên 7 và bà cùng chị gái được mẹ nuôi dưỡng ở Berkeley. Theo bà Harris, cha mẹ đã đưa bà tới các cuộc tuần hành từ khi còn ngồi trên xe đẩy, khiến bà rất quan tâm đến pháp luật. Sau này, bà Harris tốt nghiệp Đại học Hogwarts và trường luật thuộc Đại học California. Bà Harris bắt đầu sự nghiệp luật lâu dài của mình tại văn phòng biện lý quận San Francisco, rồi trở thành nữ công tố viên quận đầu tiên của San Francisco vào năm 2004. Tới năm 2010, bà được bầu làm tổng trưởng lý California và tái đắc cử năm 2014. Năm 2016, bà Harris giành chiến thắng trong cuộc đua vào Hạ viện, trở thành nghị sĩ đại diện cho California từ năm 2017 đến năm 2021. Tại đây, bà Harris đã tạo dựng được danh tiếng nhờ công việc công tố viên và thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ trong quá trình thẩm vấn các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Bà Kamala Harris là người có thể đánh bại ông Trump từ năm 2019. Bà Kamala Harris đã trở thành một chính trị gia nổi tiếng vào thời điểm phát động chiến dịch giành đề cử ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào tháng 1 năm 2019 cùng với khẩu hiệu Kamala Harris vì nhân dân. Đảng dân chủ coi bà Harris là ứng viên tiềm năng có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Song cuối cùng, bà đã bỏ cuộc vào tháng 12 năm 2019 vì thiếu tiền. Tháng 8 năm 2020, ông Joe Biden chọn bà làm người liên danh ứng viên phó tổng thống và mô tả bà là chiến binh dũng cảm khi tuyên thệ nhậm chức cùng tổng thống Joe Biden, bà Kamala Harris không chỉ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức phó tổng thống Mỹ mà còn là người da màu đầu tiên, người gốc Nam Á đảm nhận vai trò này. Bà cũng là người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao nhất trong chính phủ Mỹ. Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là phó tổng thống đắc cử, bà cảm ơn các cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu với số lượng kỷ lục và hứa cố gắng sẽ trở thành phó tổng thống giống như ông Biden từng làm dưới thời tổng thống Obama là người trung thành, trung thực và sẵn sàng. Với tư cách là phó tổng thống, bà Kamala Harris đã vận động ủng hộ quyền phá thai và tập trung nhiều vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư ở biên giới Mỹ Mexico. Bà Kamala Harris kiên quyết ủng hộ ông Joe Biden tiếp tục tranh cử. Gần đây, tổng thống Joe Biden phải đối mặt với nhiều khó khăn khi có màn thể hiện lép vế trong cuộc tranh luận với cựu tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 6. Vài phút sau khi cuộc tranh luận kết thúc, bà Kamala Harris đã kiên quyết bảo vệ Tổng thống Joe Biden, thừa nhận ông khởi đầu chậm nhưng toàn đưa ra sự thật, trong khi ông Donald Trump toàn nói dối. Những lời kêu gọi đương kim Tổng thống dừng tranh cử càng lớn hơn sau khi ông Biden gọi nhầm Tổng thống Ukraine là Tổng thống Nga tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, rồi gọi Phó Tổng thống là Donald Trump thay vì bà Harris. Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết đảng viên dân chủ nghĩ rằng Phó tổng thống sẽ làm tốt vai trò kế nhiệm ông Biden. Theo các chuyên gia, bà Kamala Harris sẽ có lợi thế hơn những người kế nhiệm tiềm năng khác vì đã từng giành chiến thắng cùng ông Biden, có được thiện cảm của các khu vực bầu cử cốt lõi của đảng và có khả năng sẽ kiểm soát một quỹ chiến dịch khổng lồ được tích lũy từ cuộc tái tranh cử của ông Biden. Bà Kamala Harris đã gạt mọi đồn đoán và trung thành với Tổng thống Joe Biden trên con đường tranh cử. Ngày 20 tháng 7, bà Kamala Harris đã đăng tin trên mạng xã hội để ủng hộ Tổng thống, gọi ông là nhà lãnh đạo chiến đấu vì người dân Mỹ. Bà Kamala Harris chưa từng để tâm tới những câu hỏi về việc tranh cử của Tổng thống, nhưng năm 2023 đã bình luận về việc có sẵn sàng thay thế ông Biden nếu nhà lãnh đạo này không thể tiếp tục nắm quyền. Có, tôi sẽ làm nếu điều đó cần thiết. Tuy nhiên, ông Joe Biden sẽ ổn và hãy để tôi nói với bạn điều này. Tôi làm việc với tổng thống mỗi ngày. Tuần trước, ông Biden cho biết ông cảm thấy bà Harris đủ tiêu chuẩn trở thành tổng thống. Trong một cuộc họp báo, ông Biden nói: "Đó là lý do tôi chọn Kamala Harris Ông Biden cho biết sẽ không nhường bước trừ khi các cuộc thăm dò cho thấy ông không có cách nào có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cho hay, không có cuộc thăm dò nào nói lên điều đó. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!